bạn. Đây, em rồi, chào mấy bạn luôn. Nãy giờ mình đi công chuyện mới về, em mình ông chú ông kế bên đi. Ông chú ông kế bên ông tác cái miếng đất miếng ruộng của ông nè, em mình đi chích cá nha các bạn. Bây giờ chích được nhiêu nữa các bạn? Quá nước mấy bạn ơi. Một số cá nè. Này phải nước cạn rất nhiều lắm, nhưng mà sáng nay người ta xịt thuốc ấp chết rồi mấy bạn ơi. Này còn tranh thủ bắt được nhiêu bắt nè. Này còn nước quá nước mấy bạn ơi. Nước quá nước. Đi sợ sụp hầm lắm. Này tranh thủ bắt nhiêu bắt chứ. À, ông chú ông sáng ông thuốc rồi mấy bạn, ông đổ thuốc rồi. Ở hút cũng chết hết rồi, ủng mình rồi, giờ này mình nước còn nhiều quá mình chết luôn, có nhiều ăn nhiều. Quá trời cá phi khó bắt, nước còn cái lạc này chạy quá chạy rồi nữa ơi. Đó mà được như này mình cũng đủ ăn nha hả? Được con em cá lóc nào không? Được ba con mà cá không bự hơn với hai con cá chê. Cũng đủ ăn mà bạn ơi, đủ nấu chua khô khô rồi được rồi. Tính sáng mấy anh em mình thiệt mà ông đổ thuốc rồi. Sáng không đổ sớm. Mà nước này còn nhiều quá không đổ được. Ừ. Còn lĩnh lãng quá, nó đi trên ruộng lĩnh lãng nên không biết đi hướng nào. Vô đại chút con nào ăn đấy. Mở hút ra chắc cái nuôi sâu nó nhiều ha. Cá chê đúng rồi đó thiệt. Ừ. Cái này cạn. Có phi cái gì đâu lụp cực nó chạy như thế vậy. Cái này cạn chút nữa nó cũng ngon. Nó không lên trên ruộng, mày nó còn dưới ở trên ruộng á. Cạn chút nữa chắc tối này nó cũng lên đây nữa. Đây đưa lọng lên cầm nha. Quan trọng đúng không? Được. Con còn có phi hết hộn bự nữa bạn. Mưa chỗ nào? Đó, thành quả nãy giờ được con nhiêu đó đó. Đây, phần quả nó dài nha mấy bạn. Nãy giờ mình ở trong nhà mình mới lội ra mà. Quá nước lên bảng. Đây anh em mình nó chích đi. Cái dính bám máy lên chơi bạn xem. Ơi rượt cho mấy bạn ơi. Chết không? Chạy luôn. Đó đó kìa kìa. Lùm. Lùm lùm. Thằng ơi cá phi. Lùm. Lùm hay là để gặm xuống lùm đi không? Để chích cho chết luôn đi. Mạnh lắm. Bản mình đâu bắt nó đâu. Bản mình. Trời ơi nó bự nè mấy bạn. Quá bự. Em cái rô phi nha mấy bạn. Rô phi mình bỏ vô nha mấy bạn. Bỏ miếng dừa, dừa cái gọng ngon. Ngon lành. Bỏ vô cái muốn không dừa cái miệng này luôn mấy bạn. Quá to. Đây. Vô. Quá trời nha mình nữa. Không dừa kìa. Chạy. Chạy te te luôn mấy bạn ơi. Chim chạy
chuyển nó luộc xả không ngon lắm nha mấy bạn. Mình xả là làm về xì đế là đúng bài đó. Đây cá nhiều lắm mà. Cá nhiều lắm mà tại nước này mình đâu bắt nó hay. Còn cái mưa ngoài kia sâu lắm, nó hút cái mưa sâu nó nhiều lắm. Cái chi trắng mà mình này nha. Nước này là nó đem chờ, nó lóc qua mình chụp chụp trắng như cơ lắm. Ông để cạn xịt ăn nó thú cũng kìa. Đâu biết đâu chịu, đâu biết thuốc này mới hỏi ông nữa. Có thể ông chuyện xịt cái chuyện gì kia, nói chi qua chuyện tiền kia chuyện chắc. Thì cái xịt cá này vừa hổm mình cũng có nói với bạn đó nha, cái này không có khuyến khích mấy bạn làm này nha mấy bạn. Này anh em mình tại miếng ruộng cái bên của ông chú quen người nhà quen nên là ông kêu xịt ăn nha. Chứ cái này là nhà nước mình cấm nha mấy bạn, không có cho mấy bạn sử dụng cái này nha. Anh em mình chích để kiếm cá rộng để dành ăn từ từ mấy bạn ơi. Cá đồng này thì giờ quý hiếm, đa số giờ cá nuôi luôn. Giờ có cá đồng ăn là ngon. Nhiều đây chứ mình rộng anh em mình cũng có thể ăn được 2-3 ngày nha mấy bạn. Quá trời gần tới cái máy nó hồn. Không luôn. Xích tay một chút rồi đó. Ừ. Đó đó đó. Đó. Đụm. Đụm một cái mũ phi nữa nha mấy bạn. Ai. Phi này thì muối xả chiên nghe nấu chua cũng ngon lắm nha mấy bạn. Đây ông mình ở đây đó, vô đây ăn có thể mấy bữa đấy. Rồi đây em giờ mình kiếm em hèm cá chê cá lóc gì nha mấy bạn. Ồ phi nữa mấy bạn ơi. Quá nước mà. Hết biết cô phi luôn các bạn ơi. Giọng đã lủi ngay xẹt thôi chứ.
mình trồng qua đó nữa lên các bạn ơi. Đủ ăn rồi. Đi đây nè. Chút xíu nữa lên tổng kết cho mấy bạn xem. Đây máy chạy ồn quá. Có nước các bạn ơi. Mấy bạn thấy nè, nước mình đính đáng nhưng mấy cua đó, cua chắc thật không đó. Rồi thôi. Lên ha. Lên. Đủ ăn rồi bạn ơi, lên. Đủ ăn rồi. Lên lên tổng kết cho mấy bạn xem. Về tới nhà nha mấy bạn. Em mình bắt ra cái thau cho mấy bạn tổng kết cho mấy bạn xem nha. Thành quả của mình nãy giờ ra sao mấy tiếng hồ này mấy bạn? Mấy chừng tiếng rưỡi vậy hả? Tiếng hồ. Khoảng tiếng hồ thành quả đương nhiên rồi các bạn ơi. Đủ ăn là mình già rồi mấy bạn ơi. Con em củ phi này quá to luôn mấy bạn ơi. Lắp luôn cái màn hình. Ở đây cũng ăn được 2-3 ngày nha mấy bạn. Ở chợ mà được mới cá lóc ổn, mới cá đồng này là quý lắm đó nha. Không phải mà có tiền rồi cũng có đâu ăn đồ nuôi luôn à. Bởi vì đại gia chưa chắc được có mấy món này ăn nhiều. Tại đồng đó. Ăn thử dữ không các bạn, đâu ăn cá này. Đâu ăn mấy cá đồng này. Thử dữ không à. Cua hoàng đế, tôm hùm Alaska. Đây nè, cua hoàng đế của anh em mình nè mấy bạn. Đó, đây không, đó, được con cua hoàng đế đó nha. Nè, cua dữ à. Kinh càng là cua càng kinh đó. Đó, thành quả nhiều nha mấy bạn. Đó là này. Cá nhiều đi. Rồi, đây là những gì mà kênh Săn Bắt Trong Hậu TV của anh em mình muốn chia sẻ đến cho mấy bạn xem nha. Chiều giờ anh em mình khoảng thành quả xong khoảng 1 tiếng đồng hồ nha mấy bạn. Như đây thì anh em mình có thể ăn được 2-3 ngày. Cũng đỡ tiền mua đồ ăn các bạn ơi. Thì ở miền quê mà. Anh em mình ăn đồ đồng. Đó, được thêm 2 cua hoàng đế nữa đó. Rồi, cho anh em mình kết thúc clip tại đây nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nha. Nhấn nút đăng ký, nhiều nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà xem video vui vẻ. Mình đón xem những video tiếp theo của mình nha. Anh biết củ phi này chi xù nó đã ha. Ăn cá lóc này mình chào cô. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Rồi chào các bạn, cảm ơn. Rồi chào mấy bạn luôn. Rồi xin giọng đó.